Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Từ cái lúc mà mình lập cái kênh này á, thì đã có rất 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 là nhiều bạn hỏi mình những cái câu hỏi kiểu như là: chị ơi, làm ngành này bao nhiêu năm thì sẽ lên làm manager, tức là làm sếp á? Hay là chị ơi, chị có thể vẽ ra cho em một cái con đường gọi là thăng tiến trong công việc, trong sự nghiệp, trong ngành logistics được không? Và thậm chí là có một số bạn còn hỏi mình theo kiểu đánh đố nhau là: chị ơi, em thấy chị nói là chị làm 8 năm trong ngành này rồi, thì bây giờ chị có đang làm sếp không? Kiểu vậy á. Nói thật là lúc mà mình đọc những cái câu hỏi kiểu như vậy thì mình cũng không biết trả lời làm sao. Không lẽ là mình trả lời các bạn là: à, chị cũng đang làm sếp đó em, sếp xó đó. Không lẽ mình trả lời như vậy hả? Cho nên á, cái video ngày hôm nay mình sẽ giải đáp những cái thắc mắc đó cho các bạn, mà kiểu như là một lần nói hết về cái việc thăng tiến trong ngành logistics. Trước tiên thì mình cũng muốn chia sẻ về cái công việc hiện tại của mình. Thì hiện tại mình đang làm trong cái bộ phận operation của một công ty logistics đa quốc gia có trụ sở tại châu Âu. Và công ty mình thì thuộc dạng gọi là medium size trên thị trường thôi, tức là công ty cỡ vừa á, chứ không phải là công ty lớn gì cả. Và cái chức vụ hiện tại của mình đó là Air Cargo Executive. Thì nếu mà tạm dịch ra bằng tiếng Việt đó là gì ta? Chuyên viên hàng hóa bằng đường hàng không. Đó. Nói chung là mình cũng ít dịch cái chức vụ ra tiếng Việt Nam á, tại vì nghe nó cứ sao ta, nghe nó sến vải luôn á, nó cực kỳ sao á. Đó. Dịch ra thì có vẻ sang chảnh như vậy, nhưng mà trên thực tế á, thì mình hay nói với một số bạn đó là mình chỉ là nhân viên quèn thôi, mình không có làm sếp gì cả. Và mình hay nói đùa là mình là gọi là gì, cu ly, gọi là cu ly chúa trong bộ phận operation, tức là mình làm rất là nhiều bước trong cái chuỗi operation á, vậy thôi. Thì vì sao mà mình làm 8 năm trong ngành này mà cái chức vụ của mình cũng chỉ là executive thôi thì lát nữa mình sẽ nói sau nha. Còn bây giờ quay trở lại với cái chủ đề của video ngày hôm nay. Thì tại vì trong suốt 8 năm mình đi làm á, thì mình chỉ làm cho công ty nội địa có 1 năm thôi, và còn 7 năm còn lại thì mình hoàn toàn làm cho công ty đa quốc gia, công ty nước ngoài. Cho nên là những cái điều mà mình chia sẻ về cái việc thăng tiến sau đây á, nó sẽ, mình thấy là nó thiên về những cái công ty đa quốc gia, công ty nước ngoài hơn. Và mình chia sẻ những cái điều mà mình biết, là những cái điều mà mình thấy để cho các bạn tham khảo thôi nha. Đầu tiên mình sẽ chia sẻ về cái thứ tự cấp bậc mà kiểu chung chung nhất ở các công ty logistics ha. Thì từ cái lúc mà các bạn ra trường, hoặc là các bạn đi làm được vài tháng, hoặc thậm chí đi làm khoảng 1 năm á, thì cái title của bạn có thể đó là Junior Executive, hoặc là Executive, hoặc là Analyst, hoặc là Specialist. Thì nói chung là những cái từ này mình sẽ tạm dịch ra là chuyên viên, hoặc là chuyên viên ít kinh nghiệm, kiểu như vậy. Rồi tiếp theo sẽ có cái vị trí đó là Senior Executive, tức là chuyên viên nhiều kinh nghiệm. Rồi sau đó sẽ là Team Leader, là trưởng nhóm, hoặc là supervisor, gọi là giám sát viên á. Rồi cái vị trí cao tiếp theo đó là assistant manager, tức là trợ lý trưởng phòng, hoặc là có một số công ty sẽ để đó là deputy manager, tức là phó phòng á. Và cái vị trí sau đó, cái vị trí cao nhất đó là manager, tức là trưởng phòng. Tất nhiên là sẽ có một số công ty á sẽ không có cái vị trí này, không có vị trí kia. Ví dụ là có một số công ty thì từ cái vị trí executive có thể lên tới cái vị trí team leader, chứ không có cái vị trí gọi là senior executive. Nhưng mà nhìn chung đây là một cái chuỗi, gọi là chuỗi thứ tự cấp bậc mà mình hay thấy nhất ở các công ty logistics, đặc biệt là các công ty logistics đa quốc gia, các công ty nước ngoài. Điều tiếp theo mình muốn chia sẻ mà mình nghĩ là những bạn đã và đang làm trong các công ty logistics, đặc biệt là các công ty logistics nước ngoài, cũng sẽ đồng ý với mình, đó là cái việc mà thăng tiến trong công việc, trong cái ngành này á, thì nó không có một cái barem hay là một cái quy trình chuẩn nào, tức là kiểu như là bao nhiêu năm thì các bạn sẽ lên được cái chức vụ gì, cái vị trí gì, hoàn toàn không có. Mà cái này nó sẽ tùy thuộc vào rất là nhiều yếu tố mà mình sẽ phân tích ngay sau đây cho các bạn nghe. Cái yếu tố đầu tiên mà mình nghĩ quan trọng nhất đó là cái performance của các bạn. Cái này mình sẽ tạm dịch ra là cái hiệu suất trong công việc. Thì cái này lúc mà ở Việt Nam công ty mình hay gọi đùa nhau đó là xếp loại hành kiểm hàng năm á. Ví dụ như là lúc mà các bạn đi học á, thì hàng năm các bạn sẽ có xếp loại hành kiểm, ví dụ là loại giỏi, loại khá, loại trung bình. Thì lúc mà các bạn đi làm cũng vậy, thường là vào cuối năm các công ty sẽ review lại performance của nhân viên. Ví dụ người ta sẽ xem là trong năm đó các bạn làm bao nhiêu job file, mang về bao nhiêu lợi nhuận cho công ty này, rồi các bạn có đạt KPI hay không này, các bạn có đạt target hay không này. Đó, người ta sẽ tổng hợp những cái yếu tố nhỏ nhỏ như vậy để thứ nhất là set thưởng cho các bạn nè, rồi set tăng lương và set về cái việc thăng chức cho các bạn nữa. Cái yếu tố thứ hai đó là cái policy hay là cái chính sách của công ty, hoặc là cái structure, tức là cái sơ đồ kết cấu, hoặc là cái cơ cấu hoạt động công ty, hoặc là
cũng có thể nói là kiểu như là cái tình hình hoạt động công ty ngay tại lúc đó. Thì mình lấy ví dụ giả sử nha, bây giờ các bạn đang ở cái vị trí team leader và trên các bạn là cái vị trí manager, tức là cái vị trí trưởng phòng, và các bạn cảm thấy là cái performance của các bạn cũng khá là tốt và các bạn muốn tự đề bạt chính mình lên cái vị trí là assistant manager, tức là cái vị trí trợ lý trưởng phòng. Nhưng mà trong cái sơ đồ chức vụ công ty thì không có cái vị trí này, và lúc mà các bạn đề bạt lên thì công ty người ta cũng sẽ trả lời lại là ở công ty chỉ có là một là cái vị trí team leader, hai là cái vị trí manager, không có cái vị trí ở giữa đó, và cũng như là công ty không có cái ngân sách để trả cho cái vị trí assistant manager đó, thì các bạn cũng phải chấp nhận thôi. Một là các bạn sẽ tiếp tục làm ở cái vị trí team leader đó, và hai là nếu mà các bạn không đồng ý thì các bạn sẽ nhảy việc và apply vào các công ty khác. Yếu tố thứ ba mà mình nghĩ cũng cực kỳ quan trọng nữa, đó là những cái người cấp trên các bạn, hay còn gọi là superior đó. Thì tại vì á, những người này là những người mà trực tiếp giám sát các bạn, biết các bạn làm gì hàng ngày, rồi các bạn làm có tốt không, rồi các bạn có đóng góp gì cho phòng, rồi cho công ty. Và lúc mà review cái performance của bạn hàng năm á, thì cái lời nói của người ta đối với những cái người mà quản lý cấp cao hơn và đối với nhân sự á, cũng sẽ có trọng lượng hơn rất là nhiều. Và thực sự mình phải nói rằng lúc mà các bạn đi làm, nếu mà các bạn gặp một cái người quản lý trực tiếp hay là một người sếp tốt á, thì cái người đó sẽ chỉ dạy, sẽ hỗ trợ cho các bạn rất là nhiều trong công việc, và cũng như nếu mà người đó kiểu biết bảo vệ các bạn và biết đấu tranh cho những cái quyền lợi, những cái phúc lợi của các bạn á, thì thực sự các bạn rất là may mắn và sẽ giúp cho các bạn rất là nhiều trong cái việc mà thăng tiến lên được những cái vị trí cao hơn. Ngoài ba cái yếu tố quan trọng mà mình vừa kể thì mình thấy ngoài ra còn có một số cái yếu tố khác, ví dụ như là may mắn hay là kiểu như là gặp thời á. Mình lấy ví dụ là bây giờ các bạn đang ở cái vị trí team leader, trên các bạn là cái vị trí manager, tự nhiên cái người manager đó nghỉ việc và công ty cũng không muốn tìm người mới để thay thế, nhưng mà cái performance hay là cái kinh nghiệm của bạn chưa đủ để lên cái vị trí manager đó, thì có thể công ty sẽ gọi các bạn vào và đề bạt các bạn lên cái vị trí assistant manager, nhưng mà người ta vẫn để trống cái vị trí manager, và có thể người ta nói là cho các bạn thời gian thử thách khoảng 6 tháng hoặc 1 năm, nếu mà cái performance của các bạn vẫn tốt á, thì người ta sẽ cân nhắc đưa các bạn lên cái vị trí manager và không tuyển người mới. Tất nhiên cái trường hợp này thì không thường xuyên gặp, nhưng mà trên thực tế mình thấy đã có rất nhiều bạn kiểu may mắn như vậy rồi. Kiểu như là các bạn chưa có plan là tự ứng cử lên cái vị trí cao hơn, nhưng mà công ty người ta nhìn ra được cái tiềm năng, cái tố chất của các bạn, thì người ta sẽ gọi các bạn vào và đề bạt các bạn lên và tạo cho các bạn một cái cơ hội cực kỳ tốt như vậy luôn á. Nói chung là mình tổng hợp lại, tại vì phụ thuộc vào những cái yếu tố như vậy cộng thêm là cái mục tiêu nghề nghiệp của mỗi người nữa, cho nên khi mà các bạn đi làm á, các bạn sẽ thấy có những anh chị người ta làm tới 10 năm nhưng mà cái title của người ta cũng chỉ là senior executive thôi, nhưng mà kiểu người ta rất là hài lòng với công việc của mình, chỉ muốn là đi làm xong đi về kiểu cứ bình bình như vậy thôi, chứ người ta không muốn bon chen, không muốn phấn đấu lên những cái vị trí cao hơn. Trong khi đó thì lại có một số bạn chỉ làm khoảng 7-8 năm nhưng mà lên được cái vị trí manager, tại vì các bạn đó lúc nào cũng kiểu có tham vọng trong nghề nghiệp và luôn luôn phấn đấu, luôn luôn tạo cái performance của mình tốt hơn để được thăng tiến lên cái chức vụ cao hơn á. Vì vậy là như mình nói lúc nãy, không có một cái barem hay là một cái quy trình chuẩn nào để các bạn có thể áp dụng là bao nhiêu năm các bạn sẽ lên được cái vị trí này, vị trí kia. Trước khi kết thúc cái video này thì mình cũng muốn chia sẻ một xíu về bản thân mình. Đó là mình hy vọng là các bạn không có đặt câu hỏi cho mình theo kiểu là tại sao mình làm 8 năm trong ngành này, nhưng mà cái title của mình cũng chỉ là executive thôi, kiểu như là cái chức vụ mà thấp nhất trong cái chuỗi mà mình kể lúc đầu á. Thì mình cũng muốn nói là mỗi người có một cái định hướng, một cái mục tiêu, một cái ưu tiên trong công việc, trong nghề nghiệp nhất định. Thực sự là lúc mà mình còn ở Việt Nam thì mình cũng là người theo kiểu là khá là tham vọng trong công việc. Và nếu mà mình còn tiếp tục làm ở Việt Nam ấy, lúc đó mình đã làm team leader rồi, thì tất nhiên mình sẽ cố gắng phấn đấu lên những cái vị trí cao hơn, như là assistant manager hay là manager như phần đông bạn bè mình đang làm ở Việt Nam á. Nhưng mà một khi mình đã quyết định dừng lại tại đó để qua Singapore xin việc á, thì mình biết ưu tiên của mình đó là có được công việc, mức lương cao và được làm trong một cái môi trường quốc tế, môi trường năng động như ở Singapore. Cho nên là mình đã tạm gác lại những cái tham vọng trong công việc của mình. Tất nhiên là cái việc thăng tiến nó cũng quan trọng, nhưng mà các bạn phải biết là các bạn
đang cần gì, các bạn đang ở đâu và các bạn đang làm trong môi trường như thế nào. Đó, mình chỉ muốn chia sẻ ngắn gọn như vậy thôi, chứ mình không muốn nói dài dòng là kiểu thành một kẻ dạy đời nữa. Mình rất là sợ cái việc là mình dạy đời một ai đó, mình rất sợ cái việc đó luôn á. Đó, nên là mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu các bạn thấy hay thì vui lòng nhấn like, share và subscribe channel của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại. Bye bye.